Ngày 11 tháng 4, phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai. Kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi sang phần nghị án. Tại tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải và nhận thức được hành vi sai phạm của mình mong được hội đồng xét xử cho hưởng hình phạt mức thấp nhất để sớm có cơ hội quay trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng xã hội. Bị cáo Đức mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca, còn về bản thân mình thì thế nào cũng được. Cùng xin giảm án cho ông Đỗ Hữu Ca, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ của Đức, bày tỏ đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và rất ăn năn hối cải. Hoàn cảnh bị cáo có bố mẹ già, các con nhỏ không ai chăm sóc, con nhỏ nhất mới hơn 3 tuổi, cần có cha mẹ chăm sóc trực tiếp nên mong hội đồng xét xử cho Hường Khoan Hồng áp dụng hình phạt thấp nhất để sớm được trở về chăm sóc cha mẹ già và các con. Được gọi lên nói lời cuối cùng, bị cáo Đỗ Hữu Ca chia sẻ rất buồn và luyến tiếc về những gì đã xảy ra, không ngờ rằng ở giai đoạn về già mình lại vướng vào lao lý, mang tấm thân già sống trong trại giam. Ông Ca cũng thừa nhận toàn bộ cáo buộc liên quan. Gần 50 năm công tác, luôn tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước, nhưng không ngờ cuối đời lại xảy ra sự việc đau lòng như thế này bị cáo vô cùng ân hận, luyến tiếc. Ông ca nhận lời, tại phiên tòa này tôi xin phép hội đồng xét xử và mọi thành viên có mặt trong phiên tòa này, cho tôi bày tỏ xin lỗi Đảng, nhà nước và ngành công an, nhân dân, về việc mình đã không giữ được lời thề của người chiến sĩ công an. Xin lỗi Đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng, về những sai phạm của tôi gây ra làm mọi người thất vọng về tôi. Bản thân tôi suốt gần 50 năm công tác, anh em bạn bè bị thiệt thòi nhiều vì tôi, tôi xin lỗi mọi người. Hôm nay tại phiên tòa này, tôi thực sự ân hận vì lụy tình mà phạm tội, gây hậu quả cho gia đình, người thân, mong hội đồng xét xử chiếu cố khoan hồng cho mình được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho xã hội, gia đình. Ông ca cũng bày tỏ nguyện vọng mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng Đức vì cũng rất nặng gánh gia đình. Tại phiên tòa ngày 11 tháng 4, ngoài các bị cáo Trường Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Hữu Ca xin giảm nhẹ hình phạt cho nhau, còn có bị cáo Đỗ Thanh Hoài cựu cán bộ thuế tri cục thuế cát hải xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nguyễn đình đương cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải vì khi còn công tác đương là người luôn tử tế với bị cáo và các đồng nghiệp trước đó tại phần tranh tụng phía luật sư bảo chữa cho các bị cáo đều đưa ra các tình tiết căn cứ để thuyết phục hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình bảo chữa cho ông đỗ hữu ca luật sư bùi phương lan cho rằng Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội có tính chất chiếm đoạt do lỗi cố ý của chủ thể và đặc biệt thủ đoạn gian dối của người phạm tội luôn phải có trước việc chuyển giao tài sản. Trong vụ án này, theo lời khai của Ngọc Anh và Trương Xuân Đức thì việc thực hiện chuyển giao tài sản lại được thực hiện trước. Luật sư đưa ra quan điểm, ông Đỗ Hữu Ca không hề đưa ra thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật nhằm gian dối lừa đảo để Đức mang tiền đến cho Đỗ Hữu Ca. Vẫn theo luật sư, trong vụ án này như kết luận điều tra xác nhận, kể cả sau khi nhận số tiền 35 tỷ đồng đến lần thứ tư, lần cuối giao tiền, ông Ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía công an Quảng Ninh. Như vậy, cả đến khi nhận tổng số tiền lớn là 35 tỷ đồng, Đỗ Hữu Ca vẫn phản ánh rất chân thật chưa nắm bắt được thông tin gì. Điều này chứng minh cho ý thức chủ quan của Đỗ Hữu Ca không có ý định lừa đảo hay đưa ra thông tin gian dối nhằm để vợ chồng Đức và Ngọc Anh phải đưa tiền để chiếm đoạt tài sản. Luật sư phân tích và cho rằng đây chính là điểm khiến ông Đỗ Hữu Ca không thừa nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo luật sư, bản thân bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng không bao giờ nghĩ rằng Đỗ Hữu Ca lại lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của mình. Tại phiên tòa hôm nay, ông Đỗ Hữu Ca đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, đã thành khẩn khai nhận và xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trong vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca không phải mỗi lần gặp Ngọc Anh là mỗi lần đưa ra thông tin và đòi hỏi thêm tiền. Tổng số tiền Ngọc Anh và Đức mang đến, được Ngọc Anh và Đức tự chủ động mang đến, với ước tính tổng số trong một lần và chỉ nhằm một mục đích duy nhất. Vì vậy, áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên đối với ông Đỗ Hữu Ca là không chính xác. Cuối phần bào chữa, luật sư đề nghị tòa xem xét nguyên nhân hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của ông Ca là vì tình cảm, coi Đức như anh em trong nhà và xem xét ông Đỗ Hữu Ca không có động cơ vụ lợi. Đồng thời ông Ca có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như đã nộp lại 35 tỷ cho cơ quan điều tra có nhiều công hiến trong sự nghiệp, được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương. Luật sư đề nghị, thiết nghĩ với hơn một năm tạm giam và bị khai trừ ra khỏi hàng ngũ của đảng, nơi mà ông luôn trân trọng, đã công hiến toàn bộ đời mình để giữ uy tín, xây dựng và phát triển. Đó đã là hình phạt quá nặng nề, quá khắc nghiệt đối với ông ca bị cáo không phải là đối tượng hoặc là nguồn có thể gây nguy hiểm đến trật tự xã hội. Vì vậy, luật sư chúng tôi kính đề nghị hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng, chấp nhận quan điểm không cần cách ly ông Đỗ Hữu Ca ra khỏi đời sống xã hội. Luật sư bào chữa cho rằng, mức án từ 10 đến 11 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca là quá nặng và đề nghị mức án treo đối với bị cáo này sau khi nghe phần bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bác bỏ đề nghị án treo đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca vì hành vi của bị cáo Đỗ Hữu Ca là đặc biệt nguy hiểm tới xã hội. Bị cáo Ca cũng đã đồng ý với những tình tiết trong bản cáo trạng. Đại diện Viện Kiểm sát còn nêu, trong quá trình tiến hành tố tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cân nhắc mức án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca. Đối với đề nghị của luật sư bảo chữa cho rằng bị cáo Đỗ Hữu Ca bị phạt tù nhưng hưởng án treo là không có căn cứ chấp nhận vì khung hình phạt đối với bị cáo ca là từ 12 đến 20 năm. Cũng theo viện kiểm sát, trước khi phiên tòa diễn ra, ông Đỗ Hữu Ca được nhiều cơ quan có đơn xin giảm nhẹ tội, có nhiều công lao trong thời gian công tác. Trong đó, có Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên. Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc với phần tuyên án vào 14 giờ ngày 12 tháng 4. Theo cáo trạng, từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên. Lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Trương Xuân Đức rút 8 tỷ từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng, rồi đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố Thái Bình nhờ người quen chuyển cho Ngọc Anh. Sau khi nhận 10 tỷ đồng, Ngọc Anh mang đến phòng khách nhà ông Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng, nhờ ông ca giúp chạy tội cho Trương Xuân Đức. Ông ca đồng ý. Khoảng một tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án, nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía công an tỉnh Quảng Ninh. Trương Xuân Đức lo lắng, về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi đến nhà ông ca. Khi đến nơi, Đức mang tiền để vào trong phòng ngủ tầng 1 nhà ông ca và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ chạy án. Ông ca đồng ý. Lần thứ ba vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, nhận thấy công an tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Trương Xuân Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông ca để lo chạy tội. Trương Xuân Đức nhờ TTNQ, giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng, rút số tiền 14,970 tỷ đồng từ tài khoản của Đức, sau đó thêm 30 triệu đồng cho vào hai bao tải đựng tiền của ngân hàng, rồi thông báo cho vợ đến nhận. Theo yêu cầu của Đức, TTNQ chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng chờ Ngọc Anh đến nhà ông ca Nhân viên này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông ca sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến 15 tỷ đồng và đưa cho ông ca xem bản chụp tờ công văn của công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng mình tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng. Lần thứ tư vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, thấy việc chạy tội chưa có kết quả nên Đức chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đến đưa cho ông ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông ca chạy tội giúp Đức vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đức vẫn đang lần trốn, ông ca đã nói chuyện điện thoại với Đức và bảo về gặp mình. Hôm sau, vợ chồng Đức đến gặp hỏi về kết quả của trại án, nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, ông ca bảo Đức về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đức từ chối. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông ca để hỏi kết quả trại án, Tại đây ông ca nói đã lo xong việc ở công an thành phố Hải Phòng, còn ở công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người đàn ông tên Di lo xong việc. Ông ca bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Đức và Ngọc Anh tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong, không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng. Nhưng ông ca không trả lại tiền. Ông ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. <laughs>